Xin chào các bạn kênh 4 mùa ẩm thực. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nha. Sáng nay mình với bà xã sẽ đi chợ trời và mình sẽ quay một số hình ảnh ở chợ trời đó cho các bạn cùng xem để biết chợ trời ở Mỹ là như thế nào nha. Thì sẵn tiện buổi sáng mình sẽ ghé đây ngay cái trên đường rút hết ngay khu người Việt á, bánh mì Sài Gòn, nghe cái mùi không? Thơm dễ sợ luôn á nghe, mùi bánh bởi vì mình hôm nay mình cũng thèm cái bánh mì theo kiểu Việt Nam á các bạn. Bánh mì chả thịt ở đây bánh mì nhiều lắm nhưng mà nó không có giòn nhiều, với lại bánh mì giống như dạng hamburger, bánh mì bò, bánh mì, mình lại thèm cái bánh mì thịt nguội chả lụa ở bánh mì Sài Gòn á. Nên mình sẽ vào đây mình mua bánh mì rồi mình sẽ đi qua chợ trời mua bánh mì ăn, giống tại mình cũng chưa ăn sáng đó. Rồi mình mời các bạn cùng vào với vợ chồng mình nhé. Đi nhân ngon này. Hả? À bên đây hả? Cảm ơn. Sao không sao? Sắp hàng đây nè, bên kia là giống như trả tiền rồi á. Nhiều loại hả Linh? Nè nhiều lắm. Có loại gì? Thịt nguội, thịt nướng, bì, gà, cá, nem bò nướng, trứng, chả, phú mại ha. Nhiều lắm nè, đây nè. Hai ổ bánh mì thịt nguội. Bánh tròn hay bánh dài? Bánh dài. Rau chung hay rau riêng? Chung luôn. Rồi lấy gì hết vậy? Không, nhiều ổ luôn. 6 đồng một ổ, 2 ổ là 12. Có tặng không? Tặng bánh tròn. Hả? Bánh tròn mới tặng. Bánh tròn mới tặng, hãy lấy bánh tròn đi. Xin lỗi nha. Dạ, mình lấy 3 cái thịt nguội bánh tròn ha. Rau riêng. Lấy gì đó, rau riêng hay rau chung? Hai ổ ăn liền, còn ổ đem về. Vậy là một ổ rau riêng ha. Nó bằng giá không hay sao? Nó bằng giá. Cũng 12 đồng 3. 12 đồng. Nãy cô quên cho cô ổ bánh mì dài đem về. Nhiều. Dài mấy ổ? Một ổ. Đồng 75. Hai ổ là 3 đồng rưỡi hả? Ba ổ, hai ổ thôi. Thèm mì không? Giòn nha. Mình đi ngang cái công viên Westminster các bạn. Westminster Park á, thì mình thấy công viên này cũng khá là đẹp, rộng rãi, có sân chơi bóng chày rồi sân chơi trẻ em này kia. Có bạn nè, mình lấy bánh mì ra mình ngồi mình ăn luôn. Rồi mình chút mình sẽ qua chợ trời. Đây bánh mì Sài Gòn ở Westminster. Thấy nặng quá bánh mì. Cũng có chả lụa. Trong đây có dưa leo, đồ chua nè, đồ chua từ củ cải trắng, cà rốt, rồi ngò, rồi ớt ha. Đây, ớt đây. Ớt cái bên đây nó xanh xanh vậy, nó không có cay. Đây, chả lụa. Chả lụa, thịt nguội. Thịt nguội đó đỏ đỏ các bạn. Giống như nó thịt dạng xá xíu á. Ăn đi. Mời các bạn ăn cái gì? Ăn bánh mì. Thèm bánh mì Sài Gòn. Pate ngon ha. Làm có pate á. Ăn nó béo béo không? Béo. Thì bánh mì Việt Nam mà làm kiểu vị truyền thống mình hay ăn. Giòn anh ha, bánh mì giòn ngon phải không? Ở đây cũng nhiều ghê, ăn no luôn. Anh bên đây cái gì nó cũng nhiều đó. Tô phở, tô hủ tiếu, bánh mì cầm nặng rồi nha. Ăn không hết đâu. Ý là nãy nó lấy ổ tròn nha. Hậu dài còn dài dữ nữa. Bởi trước mình ở Việt Nam mà nó bánh mì Quỳnh Hoa nó bán ăn, ăn sao nổi đó. Giờ qua bên đây thấy đồ cái gì đó nó bán cũng nhiều lắm chưa. Từ từ chắc quen bao tử quá. Cái mì gói của nó cũng nhiều nữa. Mì gói của bên Việt Nam mình nó có 70-80 gram phải không? Ở đây mì gói Hàn Quốc 120 gram. Thì cái gói mì đó mình thích đó, cái vị nó thịt không luôn, quá đầy luôn.
thịt cá lộ. Bên này muốn ăn bánh mì về Sài Gòn, bánh Việt Nam thì phải lên khu Việt Nam Quế Minh Tơ đó các bạn. Chứ còn ở đây mình ăn bánh mì kiểu hamburger, kiểu Mỹ rồi đó, sandwich nào kia mình ăn đi mình cũng ngán. Chứ lại ăn mình mua về mình để lâu mình không ăn liền, mấy bánh mì giòn á. Bỏ vô tủ lạnh rồi không lấy ra ăn lại hết ngon à. Này nãy giờ đi cả nửa tiếng luôn á, mà thấy cũng còn giòn ha. Ngon ha. Qua đây cái gì cũng nhiều á, hồi đó mình mới qua ăn không nổi đâu, làm gì biết liên quen. Chợ trời Golden West. Thì hiện giờ mình đã đi đến cái chợ trời Golden West các bạn. Ở đây thuộc thành phố Huntington Beach. Thì mình thấy cái chợ trời này rất là lớn luôn. Đó, người ta đi rất là đông. Và cái bãi xe thật là lớn luôn. Ở đây là trong cái khuôn viên một cái trường đại học rồi các bạn. Và bãi xe rất lớn, rất đông xe. Và mình đi mình kiếm một cái chỗ đậu xe cũng mệt luôn á. Bởi vì người ta đi rất là nhiều luôn. Tại vì kiếm chỗ đậu xe đó các bạn hơi xa, cho nên mình đi bộ từ cái chỗ để xe đi tới cái chỗ người ta bán chợ trời này cũng đi bộ cũng hơi xa xa chút xíu. Trên con đường này mình đi vô, mình đi trên cái vỉa hè nè các bạn, nhìn cũng khá là đẹp ha. Trời hôm nay cũng nắng ấm các bạn, nắng không có chói chang lắm. Các bạn thấy mọi người đi rất là đông ha. Rồi cái chỗ này hoa đẹp quá nè anh. Đài Loan đẹp quá ha. Happy Mother Day nè. Nó vô sẵn chậu nhỏ 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 vậy nè. Cái chậu này dễ thương quá nè. Đẹp quá. Trời ơi, 4 đồng đôi rồi, dài 4 đồng đôi rồi. Khu chợ này mình thấy người Việt và người Mễ buôn bán cũng nhiều các bạn. Giỏ này cũng dễ thương nè, hỏi nhiêu là 20. Nhiều. 20 đô. Chỗ này khu này bán nông sản người ta mua đông quá nè. Xoài nè anh, ngon quá anh. Ồ, xoài nhỏ nhỏ nè. Nhỏ xíu à. Xoài nhỏ nhỏ nè, anh tưởng tượng giống như là xoài thanh ca của Việt Nam á. Để lấy mà ngâm rồi. Có cherry rồi kìa. Trời ơi, giống trái nhào quá anh. Trời, trái nhào quá. Trái nhào quá ha. Ừ. Trái nhào không con? Trái xương rồng. Trái xương rồng á. Này đủ à. Ờ. Chuối xoài à. 2 đồng trái. Có đồng hộp à. Ờ. Nhưng mà bữa hổm đi vô vườn dâu hái á, trời quá chừng về bỏ ngăn đá nữa. Chợ trời này chỉ mở 2 ngày vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thôi các bạn. Chợ trời cuối tuần. Ở đây người ta đi rất là đông luôn, cũng đôi khi chen chút luôn á. Thì ở đây mình thấy đi sơ qua thì thấy nó bán đủ thứ loại luôn. Quần áo, vải, sồ, đồ dụng cụ gia đình, tới máy móc, giày dép, rồi những cái nông sản, trái cây, bông hoa, hầu như là cái gì cũng có ở đây hết. Cuối tuần thì cứ đi, ai cần cái gì thì cứ ra đây lùng sục để mua những cái món đồ rẻ. Và mình nghĩ ở đây bán thì người ta trả tiền mặt không các bạn, đâu có máy mà tính tiền đâu. Hình như là chắc là lấy tiền mặt không á. Quá chừng giày dép luôn các bạn. Đủ thứ kiểu, đủ thứ loại luôn. Ai thích rẻ thì cứ vô lựa nha. Kiểu Tommy đàng hoàng. Đây là nguyên cái kho giày dép luôn. Úp qua bên kia luôn. 4 đồng giải luôn. Thử coi vừa không? Mấy đồng? À, không biết nữa, không biết hỏi ai luôn á. Thì không đứng kìa. Hả? 15. 15. 15. Bachelet, bachelet. Cũng đẹp. 15 à. 15. 15. 15. Mà biết sao coi. 15. 15 cũng rẻ nữa anh. 10 được không? 10. Thank you. Để mai em chứng anh. Đây mấy cái đồ kẹp tóc nè, từ đồ nhựa cho tới những cái đồ bằng cẩn đá rồi nè, đẹp ghê chứ. Dớ quá chừng luôn nè. Thì bán bộ trống luôn. Trống nè, dùi trống quá chừng. Thấy giống như đồ cũ không hả? Bán bộ trống luôn. Hay tí luôn, bố.
Ồ, đây có cái ron nữa nè. Lai cam nhỏ xíu. Chêu 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 chêu. Thôi vậy thôi hả? Có nhiêu đây vậy thôi hả? Có cái búa mà mấy búa to quá. Mình biến như búa nhỏ nhỏ còn còn. Ở đây như mình thấy người Việt buôn bán cũng nhiều phải không? Rồi cái người Việt đi mua sắm cũng rất là nhiều các bạn. Bởi vì ở đây là cái khu người Việt đó. Cậu thứ loại luôn, vali ở đây cũng có nữa nè. Michael Kors nè. Michael Kors mà áo lẹt bán cái xe đồ. Chợ Louis Vuitton. Louis Vuitton mà đem ra bán đây trời. Bên kia là những cái bộ đầm á. Đầm kia nhiều nè. Đây nón. Nó có hai đồng cái rẻ vậy trời. Hai đồng cái à? Ừ đó, hai đồng đó. Đồng, bộ lưu đồng để bàn thờ. Việt Nam tránh cống luôn, đem qua. Đem qua. Đem qua. Bán dạng đồ cổ quá. Đồ cổ mà nè, anh cái chung anh cầm nhẹ hiệu luôn anh. Anh mà máy chụp hình cổ nè. Chung cầm nhẹ hiệu luôn à. Thế thương. Quẹt. Đồ lính. Cổ thiệt chứ dễ mà. Phước Lộc Thọ. Thôi những cái đồng hồ cổ. À, rồi những cái điện thoại. Điện thoại anh coi cái chung xưa nè, cũ. Chung nhẹ hiệu nè. Đèn băng sông. Ngày xưa đó về quê là hay xài cái này. Lúc ở dưới quê chưa có điện đó các bạn. À chứ không phải Phước Lộc Thọ hả? Những cái đồ của đồ lính. Có đèn pin nè. Đèn pin hồi xưa đó. Hồi xưa thời ba lên còn sống. Quần áo là ta vô ta lỡ quá chừng. Động cái à. Đây vô nghe toàn tiếng Việt không bạn. Tiếng lỗi người Việt rất là nhiều. Động cái. Hồ bơi à. Này này cũng động cái. Đây những cái sách cũ các bạn. Cũng được bài bán này rất là nhiều luôn. Những người yêu sách thì sẽ ra đây lựa ha. Tức là sưu tập những cái bộ sách cũ. Ồ, đây đồ lính quá chừng nè. Đồ rằng ri. Xe mấy xe nhỏ nhỏ. Chuyện mẻ không? Dạ. Bữa đó thấy em đi với chân sân cách thay á. Ở đâu? Đi với ai? Đi với chú nào đó không biết. Chuyện bán đồ lính. Ừ. Đồ đây. Bán rẻ cho. Rẻ là nhiêu? Thấy em bán 40 bán em 55. Trời. Cái đó, đồ đó. Cái này của ai? Đây bán những cái thức uống nè, trái cây ha, root chút rồi, nước ép trái cây rồi, xếp hàng mua nè, này chắc mẻ quá ha, ừ. Đẹp ghê chứ bộ, đây có những chiếc xe là Suzuki, đây là chiếc Honda, trời đẹp quá, Suzuki, ở cái quầy này mình bán những cái đồ cũ đâu ạ. Lưu đồng Việt Nam cũng có mặt đây cũng nhiều á. Đây. Cái bộ lư. Đẹp quá. Đẹp á. Đẹp nên thấy phải cái đầu phái ghê. Đây là những cái lưu đồng Việt Nam nè. Công. Nãy giờ mình đi cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà cũng chưa hết đâu nha, chưa tới phần nửa luôn á. Khu chợ trời này rất là lớn luôn. Và ngày cuối tuần người ta đi rất là đông. Mình thấy ở đây cái hay ở đây cái là người Việt Nam rất là nhiều và mình thấy những cái bậc lớn tuổi người Việt đó đi vô đây cũng rất là nhiều. Nhờ vào những cái ngày cuối tuần đó các bạn. Thì mình nghĩ không có biết là họ có vào mua không. Nhưng mà họ thích lại những cái gian hàng mà những cái đồ cổ đó các bạn. Người ta coi rồi người ta rất là thích thú luôn và nói về nó. Bởi vì người ta nhớ lại cái thời tuổi trẻ, thời nhỏ của người ta đó, những cái đồ cổ đó. Cho nên mình thấy cái ý nghĩa nó cũng rất là hay luôn. Ta quen nhau hết à. Người này nói chuyện với người kia là quen nhau hết trơn à. Ta ra mỗi tuần ta ra nó riết ta quen mặt nhau các bạn. Nghe thấy toàn là nghe tiếng Việt không. Đồng món. Những cái đồ nghe, như muốn. Băng đĩa thì băng đĩa cũ nè. Ồ, những cái mặt nạ à, gỗ đẹp ghê. Cái này cũng như cái đồ mễ à. Đây là những cái nữ trang mà đồ giả. À đồ giả chứ ở đâu ra mà nhiêu đây 10 lần. Gì cũng có tại chợ trời à. Quên quét. Có
Cô này mua nhánh bông, bông này bông giả, bông hướng dương. Cái này lá phong phải không chú? Cái này là phong. Lá phong. Lá phong trong kia mới đẹp kìa. Để mua cây trong, nhưng mà bán rồi. Trời, cây trong đẹp quá kìa. Thì cái xoài hay gì không? Ông đấy là ông ấy là Trần, ông ấy là đấy, cái chợ này chỉ có một hình mà. Trời, bông giấy nè. Trời ơi, anh coi cây lá phong đẹp quá chừng nè anh. Được quá. Quá đẹp luôn. Nó màu đỏ à? Ừ. Đẹp quá. Nhà ở Dung có cây mà bầm bầm. Thì cây cốc thôi. Ừ, cây cốc này trái cốc trái. Có trái nhỏ nhỏ. Trái xíu. Sao hỏi cây cốc này nhiêu vậy? Đây đó là cốc Việt Nam nha chị. À, không phải cốc Thái hả? Không phải, cốc Thái bên kia. Còn cốc Việt Nam này là nhiêu? Cây đó 200. 200. Ờ, cây cốc 200. Cây này nghe trái luôn. Cốc Việt Nam mà ngày xưa nó già trái lắm. Nghe cây lụ nè, cây lụ nè. Những cây ăn trái đây bán giá bên Mỹ giá cũng khá là cao đó các bạn. Đây cây táo nè. Ừ, cây táo nè. Bữa hổm lên vô cái chùa kia trồng cây này nè. Nhiều quá bạn. Như một xe cây luôn kìa. Có xe đạp trong rồi. Đây bán xe đạp à. Nhưng mà ở đây có xe đạp 3 bánh luôn. Có xe đạp điện luôn á. Ừ. Chỗ này bán đồ chơi trẻ em các bạn. Gì cũng có luôn. Đồ nhựa, súng nước, súng ống, thúng, nhồi, bông. Đồ chơi trẻ em gái, trẻ em trai. Nên là kiếm đồ bẩn ấm ha. Tại sợ lạnh, cơ địa sợ lạnh. Tay xa lớn ghê luôn nè. Trời quá chừng luôn nè, mấy này hạt giống. Đây có những cái trọng xương rồng nhỏ 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 nè. Ừ. Ông ơi, sen đá anh, kêu là sen đá đó. Sen đá đó, nhưng cũng họ xương rồng. Người ta phối vô một cái chậu bự nhiều kiểu. Này của người Việt Nam bán nha. Ừ, hay quá ha. Nó gọi là sách khô lành, sách khô lành. 5 đồng 3 hũ, hũ thì 2 đồng, 5 đồng là 3 chậu, vậy nè. Cái này có cây phân bón nè, bón cây nè. Ừ, đình phân rau rổ bông. Cái này tao bán vậy, biết bán cái giống để mình làm không ta, để trồng không ta. Ờ, có cây cái gì nè, húng cây nè. Nè, đủ thứ đó. Húng cây nè. Rau quế đâu rồi đó. Trời ơi, mà biết sao không? Này húng lũi. Này tía tô nè, đem về trồng quá hổm. Này húng lũi nè. Qua đây là mục đích của mua xả thôi. Ừ, xả giờ này là mới hết rồi. Nó nhanh lắm. Tía tô nè, rau quế nè. Cải nè. Ngày mai không có xả hả? Dạ không. Vậy chừng nào mới có lại? Tuần sau. Tuần sau hả? Tại vì em từ San Diego em xuống. Em xuống đây em ở đây thứ bảy chủ nhật. Wow. Giờ là nhà ở San Diego lần hả? Dạ. Rau mua xả mà hết xả rồi. Bán rau luôn hả chị? Rau em bán rau. À, rau gì ạ? Rau cải chua. Còn rau này anh rau kim phát tay. Ai mà bị tiểu đường với đau huyết xương khớp thì nó ăn này ngon. Xả quá trời luôn. Bởi vì anh đi mua xả đó, đi thứ bảy mà phải sớm mới được. Ít nhất 9 giờ. San Diego xuống bán hả chị? Cuối tuần xuống. 9 giờ đến 10 giờ thì còn. Chị này có cây gì không hả? Cây xả, em có cây xả để trồng thôi. Cây này bán để trồng hay gì? Để trồng. Ừ. Xả sau ở nhà tôi cũng nè, trồng. Xả nè. Giấy anh cắt trồng dễ mà. Mà xả này anh về anh trồng thì chắc chắn nó tính hậu luôn. Ôi dạ. Đây bán những cái cọng dây ràng luôn nè, rồi những cái đồ chơi trong chiếc xe hơi đó các bạn. Bọc cái tay lái rồi đó. Quần jean thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có ở đây hết. Bây giờ là trời nắng chang chang rồi đó các bạn. Xe bán nước kìa, xe bán nước lưu động. Đây bán đồ ăn và thức uống á, có những cái bàn ngồi luôn. Đây là của người Mễ đó các bạn. À, những cái bánh nè, bánh Mễ nè. Bên này thì có một cái khoảng công viên, một thảm xanh rất là mát luôn nè. Có thể ngồi đây nghỉ ngơi, ăn uống nó cũng được. À. Đường này đường gì ta? Golden West. Ờ.
Ở đây người ta hay trồng những cái chậu xương rồng ghê ha. Cái dạng này dạng xương rồng này. Sen đá rồi đó. Đây bán những cái đồ nghề nè, làm đất, cuốc, xẻng, bay, búa, rìu, kìm cắt nè. Nè 5 đồng, thì là cái búa nhỏ nè, anh hỏi bà là 5 đồng. Búa này gọn nè. You want smaller? That's $5. Trả giá đi. 5 đồng. Trả giá đi búa. Cái nào nhẹ hơn, nó giống. No. Thank you. Có cần không? Bà không chịu, trả giá bà không chịu. Này đồ mới không? Trả 3 đồng hả? Ừ, trả bà không chịu. Four. $10 each. Four. Bye bye. Thank you. Let me see. Okay. Mình cũng đang cần cần cây búa nhỏ nhỏ gọn gọn để bỏ trong cái vỏ đó các bạn. Như cái búa này thì nó to quá, nó dài quá. 150. Thank you. 150. Michael Kho nè. Michael Kho. Bây giờ là 1 giờ chiều đó các bạn. Mình đi chừng khoảng nửa chợ rồi các bạn. Mình đi cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà chợ này rất lớn cho nên cũng nửa chợ rồi. Nhà bây giờ cũng 1 giờ chiều rồi, 13 giờ rồi. Mà nắng cũng lên nhiều. Mà đi nhiều quá bà xã một hồi là chắc cũng mệt á. Cho nên thôi bây giờ mình về. Nhưng mà mình về thì mình sẽ ghé chợ gì? Dạ, ABC đi vô ABC. Chợ Việt Nam á. Mua cá, mua rau sống về kho, chấm rau, ăn cơm. Mua chợ Việt Nam. Đi chợ luôn. Cũng trên đường Magnolia là mình chạy thẳng về thì tới ngay cái góc đường Bô thì có cái chợ ABC đó đó. Mình sẽ vào đó mình mua để mình mua cá rồi mua về mình làm đồ ăn. Bây giờ mình đi về. Các bạn ơi, xui cho mình, mình vừa về trên đường Bích thì mình bị cán một cây sắt nè, bánh xe nhà nó bể, nó phá luôn cái vỏ luôn, hư luôn cái vỏ luôn. Thấy chưa, tốn tiền rồi nè, banh cái vỏ rồi, cán cây sắt ở đâu bự quá mình không biết nữa. Mình vừa quẹo cả tư xuống là bánh nó cục là mình biết rồi. Mình tấp vô, may mắn cái bãi đậu xe mình tấp vô liền. Thì bây giờ mình điện cho con mình thì để nó điện cho bảo hiểm, rồi nó kêu xe thô đi lại cái chỗ mà thay bánh xe đó, mình phải mua bánh xe rồi mình mua bánh xe mới gắn vào đó các bạn. Đó, xui xẻo ha. Đây là đường Vít nè. Giờ mình chờ con mình tới coi sao.